Em xin phép được giới thiệu tới anh chị chiếc TV có công nghệ hiện đại nhất hiện nay, chiếc TV OLED của LG. Anh chị đã bao giờ nhìn thấy chiếc TV nào mỏng như thế này chưa? Chiếc TV OLED của LG chỉ mỏng 5,9mm, nghĩa là chỉ bằng 1/2 những chiếc điện thoại thông minh mới nhất trên thị trường hiện nay. Anh chị có thể nhìn vào đây và thấy được rằng với những chiếc TV LED thông thường sẽ cần rất nhiều lớp vật liệu để cấu tạo lên nó, và đặc biệt là sẽ phải cần đến lớp đèn nền. Trong khi đó, chiếc TV OLED chỉ cần một lớp vỏ và một lớp panel OLED là đủ. Chính điều này đã mang đến cho chiếc TV này có thể đạt được tới thiết kế chỉ mỏng 5,9mm. Ấn tượng như thế này. Anh chị hãy nhìn vào phần phía sau của chiếc TV. Với việc sử dụng màu trắng cho phần lưng của chiếc TV đã mang đến thành công cho anh chị cảm giác chiếc TV đến từ tương lai. Và đúng như với tên gọi của nó, chiếc TV với công nghệ đến từ tương lai. Chắc hẳn anh chị cũng đã quá quen với những chiếc TV LED thông thường với việc sử dụng công nghệ đèn LED để phát sáng, đúng không ạ? Chiếc TV OLED này sử dụng những diode hữu cơ tự phát sáng và có khả năng bật tắt một cách độc lập khi có dòng điện chạy qua. Chính điều này đã làm nên cho chiếc TV này có thể thể hiện được màu đen một cách hoàn hảo. Anh chị có thể nhìn vào màu đen trên màn hình chiếc TV OLED này với màu đen trên những chiếc TV LED bên cạnh. Em tin rằng ngay bằng mắt thường thôi anh chị có thể so sánh được, có đúng không ạ? Với việc thiết kế gần như là không có đường viền, khi trình chiếu những thước phim có nhiều màu đen, anh chị sẽ có cảm giác hình ảnh trên chiếc TV này sẽ tràn ra ngoài. Màn hình TV sẽ rộng hơn rất là nhiều so với kích thước thực tế của nó, chỉ 55 inch. Công nghệ OLED cũng đem đến sự vượt trội trong độ tương phản. Và với việc sử dụng công nghệ điểm mảnh tự phát sáng, TV OLED có độ tương phản cao hơn gấp 2.000 lần so với những chiếc TV LED cao cấp nhất hiện nay. Anh chị có thể nhìn vào đây và thấy được rằng với chiếc TV nào thể hiện được màu đen tốt hơn thì nó cũng sẽ thể hiện được các màu khác ấn tượng hơn, có đúng không ạ? Những chiếc TV LED thông thường chỉ sử dụng 3 màu cơ bản trên một điểm ảnh. Nhưng với chiếc TV OLED này sử dụng công nghệ White Green Blue sẽ có thêm màu trắng trong màu trắng và 3 màu cơ bản, sẽ giúp TV thể hiện màu sắc ấn tượng hơn và tuổi thọ màn hình cũng sẽ lâu hơn. Có thể anh chị chưa biết, khi thể hiện một màu trắng, chiếc TV thông thường sẽ phải 3 màu cơ bản của chiếc TV thông thường sẽ phải hoạt động hết công suất để tạo nên màu trắng. Nhưng với công nghệ White Green Blue sẽ có thêm màu trắng giúp cho TV thể hiện màu trắng đơn giản hơn rất là nhiều, giúp cho tuổi thọ của màn hình sẽ cao hơn và bền hơn. Ngoài ra chiếc TV này còn có thêm tính năng 3D và tính năng Smart TV. Thì trong video này em xin phép không được nói tới.